vườn quê. Cuộc đời trong trắng, dầm mưa dài nắng mà em biết yêu trắng đẹp ngày rằm. Anh biết mặt em một chiều bên thềm, giọng hò êm đềm và đôi mắt em long lanh sâu. Sông sâu anh cùng lội, vạn đeo em cùng qua. Gió lay cạnh đá, anh thương em thật thà. Mưa lay hoa cà, da em quá mặn mà và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Dâm miếng trầu cay, một buồng cau trắng, duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một tấm lều tranh, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tớ lòng. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Xung vậy thì đâu khó chi lập biển và trời. Gió sông sâu anh cùng lội, vạn đeo em cùng qua. Gió lay cành đá, anh thương em thật thà. Mưa lay hoa cà, da em quá mặn mà và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Dâm miếng trầu cay, một buồng duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một tấm lều tranh, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tớ lòng. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Xuân vậy thì đâu khó chi lập biển và trời. Ta có bàn tay một tình yêu này, một đời xuân vậy thì đâu khó chi lập biển và trời.
chỉ có những cánh cò nghiêng nắng, mà quê tôi còn lồng lộng gió sông Trà. Đâu chỉ có những con đường dợp bóng, bánh cay hương gừng sao xuyến tình quê. Sông về với biển, biển dạt dào du hát mãi lòng ta. Trong nắng vàng tung tăng đàn chim nhỏ tiêu tiết trên cành, yêu lắm Thái Bình ơi, ơi Thái Bình quê hương bên nghĩa tình, tình mặn nồng ướm mãi những mầm xanh. Quê chúng mình yêu sao từ tên gọi, thắm thiết hương đời yêu lắm Thái Bình ơi. Con đò em gửi miếng trầu thương nhớ, để mùa sau anh nhớ lại sang trầu em thêm mang bao tình nghĩa, thắm đỏ thắm qua những mùa đông, để mùa xuân tươi đẹp nắng hồng trầu quán họ em lại chờ anh. Ngày hồi năm nay nhớ nghĩa xưa anh lại sang tìm miếng trầu anh nhận năm ấy, để hôm nay anh đến tìm em. Hồi làng đông vui là thế mà sao em vẫn đứng một nơi. Một em nhớ đôi bạn chung tình, hai em nhớ yêu điệu, ba em nhớ tiếng nói, bốn em nhớ đêm đôi người đồng tâm. À hội à hư hội hư là hư hội hư. Năm nhớ người buông nụ cười, nên tôi nhớ hà hơi hà tình 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 nghĩa tình 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 tình. À hồi à hư hồi hư là hư hồi hư. Sao em nhớ em gửi lời thăm người, bầy tôi nhớ tới người chi kỳ. Tôi nhớ đến đôi người chi âm. À hồi à hư hồi hư là hư hồi hư. Mười xin chung tình nên em nhớ hơi hơ tình 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 nghĩa tình 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 tình. À hồi à hư hồi hư là hư hồi hư. Chúng ta xin được quên và xin mời bạn tôi mang đến gia đình trái của mọi cháu Kỳ, cô dì, chú bác.
quay giữa chậu thì xuống dưới nhà gái gia đình chúng tôi để họ nhà trai hôm nay chọn ngày lành tháng tốt. Các cháu đã tìm hiểu kỹ càng và được phép của gia đình bên gái. Hôm nay chúng tôi có lễ để thực hiện cái lễ ăn hỏi cho hai cháu, mong gia đình nhà gái chấp nhận cho các cháu nên duyên vợ chồng. Xin cảm ơn. Bấm bầm sang đây đủ đầy và gia đình và nhà trai mang đến gia đình và gái trong buổi lễ đính hôn của Hiền Lương sánh duyên cùng quý vị trong buổi sáng hôm nay. Nội ngoại cùng toàn thể các bạn bè thân hữu của hai cháu Kỳ và cháu Lương, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình và nhà gái chúng tôi rất vinh hạnh được sự quan tâm của toàn thể các cụ công, các bà, các bác bên họ nhà trai đã thúc cơ chầu làm lễ ăn hỏi con gái chúng tôi về làm dâu con gia đình là các cụ bên nội nhà cháu Lương. Thật là vinh dự cho gia đình chúng tôi, không biết nói gì hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện có mặt của các cụ công, các bà, các bác hai bên họ hàng nội ngoại cùng toàn thể bạn bè của các cháu trong buổi lễ hôm nay. Và thay mặt cho gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin chấp nhận lễ ăn hỏi của gia đình họ nhà trai. Xin kính chúc toàn thể hai bên gia đình mạnh khỏe và công việc của chúng ta vạn sự tốt đẹp. Sau đây xin tôi xin mời hai bạn dâng lễ cưới chầu và trong ban thề gia tiên để chúng tôi chấp nhận lễ ăn hỏi của gia đình. Xin mời hai cháu chuyển hộ một cái lễ cưới chầu vào trong. Cổ chức giải tổ tông cũng như đôi sinh mới sẽ thực hiện nghi lễ trong lễ vật và sau đó dâng lên bàn thờ tổ tiên những nghi lễ sinh đèn vong sinh tế và gia đình hoàng nhà trai mang đến gia đình nhà gái trong buổi sáng hôm nay của lễ đính hôn của Hiền Lương. Hai người mẹ kính yêu, người mẹ kính yêu của chú rể quý kỳ sẽ trao bản lễ chầu cau. Vâng, cho người mẹ kính yêu của cô dâu Hiền Lương xin trân trọng kính mời hai bạn.
trong chương trình này. Tôi xin mời chồng trong nhà để kiểm đi lấy đóng tổ đường bấy ra điện thì trong chương trình này xin tiếp tục kính mời toàn thể quý vị hãy tự nhiên mời chồng mời nước mời thuốc để chuẩn bị tham dự trọn vẹn đại lễ vũ quy của cô dâu Hiền Lương sinh viên cùng chú rể Vĩnh Kỳ trong buổi sáng hôm nay. Xin trân trọng và kính mời. Yêu lâu rồi bây trừ mới được nên chuyện đã bao trắng tròn bây trừ nên nghĩa phơ trong quả câu lá trâu tựa ta gắn bó dài lâu cảm ơn hai họ giúp ta dẫn lối bắc cầu em đẹp như trăng ánh trăng tròn chiếu mài đời anh Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa cô dì chú bác, họ hàng, gia đình nhà gái. Gia đình nhà trai chúng tôi hôm nay tròn ngày lành tháng tốt được sự đồng ý của gia đình nhà gái và chính quyền địa phương. Chúng tôi chính thức mang lễ xin dâu để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu về sống với nhau tròn vẹn trăm năm. Xin mời nhà gái nhận lễ. Và một tràng pháo tay thật lớn cùng toàn thể quý vị chúc mừng thành công dài bên gia đình luôn luôn bền chặt keo sơn và gắn bó. Vâng, sau đây xin trân trọng kính mời ban tiếp nhân của gia đình nhân tiệm giúp và bản lễ xin dâu của gia đình nhà trai dâng lên ban thờ tổ tiên. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và lúc này với bạn bè xin dâu của gia đình nhà trai, lúc này chú rể Vĩnh Kỳ sẽ đón cô dâu Hiền Lương và đất và trong nhà với sự dẫn của bác trưởng đoàn phái đoàn đặc biệt của nhà gái. Chú rể cô dâu sẽ thực hiện nghi lễ tiễn cháu tổ đường bấy cùng ban chúng chưa vừa ngồi chủ cho đất đình xinh đẹp của đôi xin mới Hiền Lương của Vĩnh Kỳ được trăm năm bản cốt. Yêu lâu rồi bây trừ mới được nên chuyện đã bao trắng tròn bây trừ nên nghĩa phơ trong quả câu lá trâu tựa ta gắn bó dài lâu cảm ơn hai họ giúp ta dẫn lối bắc cầu em đẹp như trăng ánh trăng tròn chiếu mài đời anh xin nguyện trắng trong sóng sánh chia nhau ngọn bụi cho nhau.
Bởi chúng tôi hãy cùng người bạn danh dự lộng lẫy nhất, rạng ngời nhất, đó là chú rể Quý Kỳ và cô dâu Hiền Lương sẽ phồng hoa cưới, khởi thân đứng dậy, cúi đầu cảm tạ những tình cảm của quan viên hai bên của họ đã dành cho mình. Vâng, một cái cô chào, một cô chào có dành thật lớn của toàn thể quý vị. Chúc phúc mừng duyên cho đôi duyên mới Quý Kỳ và Hiền Lương được trăm năm hạnh phúc. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Chào phó tài rất đồng nhiệt của toàn thể quý vị. Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà camera những ảnh đấu bàn tường đã ghi lại quân hình tuyệt vời nhất của đơn xin mới Quý Kỳ và Lương. Kính thưa toàn thể quý vị, và trọng trành như nón không quay, như thuyền không lái, như ai chưa chồng. Và ngày hôm nay thì nón đã có quay rồi, như thuyền có lái anh ngồi em tư. Nón này che nắng che mưa, che suốt cả bốn mùa xuân hạ thu đông. Và ngày hôm nay, ngày lễ tơ hồng, mẹ trao nón cưới là cả tấm lòng mẹ yêu. Và ngay sau đây xin dập kính mời toàn thể quý vị hãy tự nhiên mời chầu, mời nước, mời thuốc và chứng kiến giây phút trao dâu và nhận rể của hai người mẹ kính yêu. Xin trân trọng kính mời. Xin được gặp kính mời hai người mẹ thật nhiều khi nữa chào đón cưới. Vâng, thật đúng là tình yêu ngăn thương con, để rồi nhớ nhau sai cả dài chầu quê hương. Biết rằng nhiều lắm yêu thương, bên chàng bên thiết hai phương tìm về. Hai em mỗi người một quê, yêu nhau kéo cả trời về với nhau. Từ tình hoa tím nhịp cầu, yêu nhau tới thỏa mạc đầu không phai. Một chàng tay và thay lời cho ban tổ chức xin chúc cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, chúc một tình thông gia hai bên gia đình luôn luôn bền chặt, keo sơn và gắn bó. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và tình yêu hạnh phúc thì do đây lứa, mà nghĩa cả đẹp bền thì từ cả đôi bên. Phải chăng tình yêu là quy luật của tạo hóa con người, và có ai thoát được cuộc tình trăm năm? Và ngày xưa yêu nhau thì cởi áo cho nhau, về nhà dối mẹ qua cầu gió bay. Và ngày nay yêu nhau trao hoa cưới cho nhau, từ nay đôi bạn trẻ sẽ trao cho nhau một nhịp cầu yêu thương. Và sau đây chú rể Quý Kỳ sẽ trao đóa hoa hạnh phúc nhất của cuộc đời mình cho cô dâu Hiền Lương trước sự kiến kiến và chúc phúc của toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị chúc cho chú rể Quý Kỳ và cô dâu Hiền Lương được trăm năm hạnh phúc. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và mẹ cha thì cần tạo sống chiều để cho con được những điều vinh hoa. Kinh non nét bóng che giả, cảnh đơn hoa tím, cảnh xa trái hồng. Đối với chương trình, ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời món quà của song thân phụ mẫu của cô dâu Hiền Lương. Và ngày hôm nay cũng là song thân phụ mẫu của chú rể Quý Kỳ sẽ có món quà trao tặng hai con. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời. Xin trọng kính mời đôi tân nam và tân nhân đây đứng dậy để đón nhận món quà của song thân phụ mẫu dành cho hai con. Chúc phúc hai con. Xin trân trọng kính mời. Về phía mẹ cha cuộc đời con đó, vâng, con xin cảm ơn mẹ, cảm ơn cha. Hôm nay con đã là rể nhà mình, luôn luôn chung thủy thân tình, sâu hiền rể thảo. Chúng con sống rất tình thương yêu. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị chúc phúc mừng duyên cho đôi duyên mới Hiền Lương và Quý Kỳ. Thay lời cho chú rể cô dâu xin chân thành cảm ơn món quà của song thân của mẫu. Chúc song thân của mẫu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ bên đàn con cháu. Tôi xin được gặp món quà của chị Dinh Dinh, chị Lê có món quà trao tặng hai em. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời. Chân tay rất lành đùi bỏng dở hay nhớ đần. Đây là cho chú rể của dâu xin chân thành cảm ơn món quà của gia đình chị Dinh. Và tiếp theo là món quà của gia đình chị Lê sẽ có món quà chúc phúc hai em. Và một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị chúc phúc mừng duyên cho đôi duyên mới Hiền Lương và Quý Kỳ. Đây là cho chú rể của dâu xin chân thành cảm ơn món quà của gia đình các anh chị. Chúc gia đình các chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và hoa đến thì hoa phải nở, đò chặn người đò phải sang sông, tới duyên em lấy chồng. Và giờ phút đẹp nhất đó là giờ phút cô dâu Hiền Lương bước lên xe hoa trở về nhà chồng cũng đã đến. Thay lời cho bác trưởng đoàn phái đoàn đặc biệt của nhà trai, nói lời cho chú rể cô dâu xin chân thành kính mời toàn thể quý vị hãy rời phòng cưới trở về phòng trà, phòng cưới tư gia và nhà trai để tham dự trọn vẹn đại lễ thành hôn của đôi duyên mới.
nhiều nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui rất khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, bao giờ hay hứa trọn đời. Hãy
nhân ái, đến lời cho nhà hàng Đức Thắng và thay lời cho những người làm chương trình, xin được hân hoan và đồng nhiệt chào đón tới tất cả quý vị đã trở về trung tâm tiệc cưới tại nhà hàng Đức Thắng. Tôi cũng chứng kiến cho nên chương trình về lấy tiệc hôn chúc mừng những tình yêu của quý vị và Thiên Lương. Và kính thưa tất cả quý vị, hiện diện trên sân khấu lúc này đó là sự hiện diện của song tân phụ mẫu của đôi cặp Thiên Lương của chúng ta ngày hôm nay, đó là chú rể Quý Kỳ và cô dâu Hiền Lương sẽ ra mắt. Cúi chào toàn thể quý vị, thay cho lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất vì ngày hôm nay quý vị đã không quản ngại đường xa xa xôi, đem lại những công việc riêng tư của mình, dành thời gian cùng tình cảm về đây chúc mừng hạnh phúc. Xin được mời gia đình sẽ cùng cúi chào thay cho lời cảm ơn. Xin một tràng pháo tay để cùng chúc mừng. Vâng thưa quý vị, xin vâng, nuôi dạy con cái lớn hơn dựng vợ cả chồng đó là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của tất cả những bậc làm cha làm mẹ. Kể từ khi đặt chân lên đầu tiên cho đến ngày hôm nay, công trình thế kỷ mà hai bên gia đình đã dày công vun đắp, vun trồng tạo dựng may mắn mà cùng Quý Kỳ và Hiền Lương đã chính thức được sánh chia với nhau. Và gia đình người dân chương trình long trọng tuyên bố chương trình đại lễ tình hôn chúc mừng những tình yêu của Quý Kỳ, Hiền Lương xin được chính thức bắt đầu. Và kính thưa quý vị, rất trân trọng và kính mến, thật đúng là có một người anh rất muốn ở bên, nhưng dù muốn gọi tên những cái lòng thấy nhớ, muốn lắng nghe từng nụ cười hơi thở, muốn quan tâm giúp cuộc sống vội về, và có một người anh muốn kể người nghe, chia sẻ buồn vui những điều dù nhỏ nhất khi giọt nắng cuối chiều vội vàng tắt, muốn cùng người vun đắp những yêu thương. Và ngày hôm nay thì trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, chú rể quý vị và cô dâu Hiền Lương chính thức tiến lên một bước để chính thức làm lễ chào nhận, xin được trân trọng kính mời. Và xin quý vị chúng ta tiếp tục đoàn hội chú nhà phố tây thân nhân để chờ đón chú rể Quý Kỳ và cô dâu Hiền Lương chính thức làm lễ chào nhận trong buổi tiệc long trọng ngày hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng đôi thân lang tân gia nhân của chúng ta đã vượt qua rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống để tìm thấy nhau trên cuộc đời này, và có lẽ rằng sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay tại đây với một lý do chính, lý do duy nhất đó là chúc mừng hạnh phúc cho đôi Hiền Lương. Họ đã tìm thấy nhau và họ nguyện nắm chặt lấy nhau đi tiếp chặng đường đời phía trước, và chúng ta cùng chúc cho họ hạnh phúc, hạnh phúc mãi mãi và hạnh phúc trọn đời. Đúng là chú rể thì phong nhã hào hoa, cô dâu duyên dáng đậm đà thủy chung. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi tân lang và thân quen để cháu quan bà đối dần ngày năm sau. Miếng chồng muốn lại quả cao, tình duyên hai ngọn mãi trước sau màn đồng. Và có lẽ giờ đây thì ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu một lòng nhiệt chào đón em gái của chú rể kia diễn trên sân khấu để có món quà trao cho anh chị. Xin lòng nhiệt chào đón em gái của chú rể kia diễn trên sân khấu để chính thức trao quà cho anh chị. Xin chân động kính mời. Xin được cảm ơn em gái của chú rể rất là nhiều. Một lần nữa xin quý vị ở dưới một tràng pháo tay thật nhiệt tình, chúc mừng. Vâng, thưa quý vị, xin trân trọng và kính mến, chúng ta xin mời cô dâu chú rể sẽ di chuyển sang nơi chiếc thắp bánh cưới, ba chiếc bánh tượng trưng cho ba công bậc của tình cảm, tình bạn, tình yêu, hạnh phúc trong nhà và gia đình. Xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ chung tay dắt ba nấc thang trong ba ngày hôm nay. Nấc thang thấp nhất đó là tình bạn, nấc thang thứ hai đó là tình yêu, và cao nhất đó là hạnh phúc hôn nhân và gia đình. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng chung tay dắt nấc thang thấp nhất đó là nấc thang tình bạn. Xin quý vị, xin quý vị đổi hướng trong chúng ta rất là nhiều để chú ý tới thân nhân, cho nên chính thức làm lễ các bạn ngày hôm nay. Xin mời. Tấm bằng thứ hai đó là tượng trưng cho sự biết ơn, tới sự hiện diện của
Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quý vị đang chứng kiến hình ảnh hết sức tuyệt vời, đó là ý thức vui rượu sâm anh của chú rể Quý Kỳ và cô dâu Hiền Hương, những giọt rượu lòng chảy tràn hạnh phúc. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng kể từ ngày hôm nay họ sẽ cùng bên nhau chia ngọt sẻ bùi, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để đi đến kết thúc cuối cùng, đó là hôn nhân hạnh phúc và tình yêu. Xin mời cô tổ chức rể sẽ đến cô tổ chức rể và xin mời cô tổ chức rể sẽ chính thức dâng rượu tới đây hai bác trở thành đại biểu đại diện hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. Xin mời cô tổ chức rể sẽ dâng rượu tới hai bên gia đình. Xin mời. Bà con sang chung vui mừng hai con xứng đôi. Xin mời cô tổ chức rể rồi xin mời bốn bác quyết diện cho quý vị đó là đại diện của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. Vâng, kính thưa quý vị, rất trân trọng và kính mến, có lẽ là trở về với nhà hàng Đức Thắng trong buổi trưa ngày hôm nay, được chứng kiến sự có mặt đông đủ của tất cả quý vị thì chắc chắn bám bóc trường đoàn đại biểu đại diện cho hai bên gia đình sẽ rất là mong muốn và tâm đắc một điều rằng hôm nay đây quý ý trẻ đẹp lòng già, hai nhà như một thì một nhà như hai, hai gia đình vun trồng cây hạnh phúc để rồi sân tơ hồng sẽ mái tỏ tương lai. Chúc cho hai cháu tràn đầy hạnh phúc kể từ đây mãi mãi, chúc một nhà làm tiếp giàu đẹp quê ta, gia đình hạnh phúc tràn hòa niềm vui. Đó có lẽ là những gì rất là mong muốn và là tâm đắc của bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. Và tại đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho gia đình hai bên gia đình sẽ chính thức có đôi lời phát biểu, cũng chính thức có đôi lời cảm ơn tới tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời lời phát biểu của bác đại diện đại biểu đại diện cho hai bên gia đình. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quan viên đại học, kính thưa các cụ, công các bà, kính thưa cô dì, chú bác, anh chị em, đồng nghiệp, bạn bè, bằng hữu, kính thưa mọi người khỏe hồi hôn. Hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi được sự đồng ý của nhà trai, nhà gái và chính quyền địa phương tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Kính mong hai cháu tiếp tục phát huy làm được những điều tốt đẹp nhất cho hạnh phúc của mình. Cây đã kết trái, lễ thành hôn đã được tiến hành, mọi người rất hy vọng và chúc phúc cho hai cháu, mong hai cháu sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn, trăm năm hạnh phúc bên nhau và đẻ, đặc biệt là đẻ con trai đầu lòng. Sau đây kính mời các vị nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, và để rồi là vẫn biểu lời phát biểu của bác trưởng đại biểu đại diện hai bên gia đình đã chính thức được thông báo tới các quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và có lẽ rằng vừa rồi quý vị đã lắng nghe lời phát biểu chân tình mộc mạc nhưng đầy đủ ý nghĩa của bác trưởng đại biểu đại diện cho hai bên gia đình. Vâng, thật là xin mời cô dâu chú rể cũng như hai bác đại diện cho hai bên gia đình sẽ cùng tiến về những giấy bàn tiệc để cùng
xin trân trọng kính mời đôi thần nam thần sang nhân cũng như sau thần biểu mẫu sẽ tiến xuống phía dưới và đi từng hầm bàn kiệm để nâng ly cạn chén cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Đã được chứng kiến buổi lễ thành hôn cũng như những thủ tục của đôi tân làm tân đương trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin quý vị và để rồi anh đã gặp được em chắc phải trong mơ mà một điều rất thật. Ngày em đến cũng là ngày hạnh phúc, ngày tình yêu thanh thản ở trong anh, ngày hòa hợp đẹp hơn bao giờ hết và đêm về ấm áp trái tim anh. Để chúc mừng cho tình yêu của quý vị và kính lương hôm nay và ngày mai mãi mãi chính thức dành riêng bên nhau. Cũng như để thay lời cho gia đình nhà trai, thay lời cho phái đoàn thân nhân gái, cũng như nữa là cho trung tâm tiệc cưới Đức Thắng. Thì sau đây Xuân Quảng và Hồng Anh sẽ được trân trọng gửi tới quý vị ca khúc mà hai bạn cảm thấy yêu thương và tuyệt vời nhất. Cứ để chúc quý vị có một bữa tiệc thật lâm viên. Xin được trân trọng kính mời và giới thiệu giọng hát của ca sĩ Xuân Quảng và ca sĩ Hồng Anh. Xin mời. Thank you.
trân trọng và yêu mến. Đúng là yêu em thì anh biết thương tình, trong đời hẹn ước chúng mình mai sau. Được rồi quả con thì nên yêu bố chồng, đỏ sắc tên thẳm một bầu thủy chung. Từ nay kết vợ nên chồng, trăm năm kết nối tên hồng. Từ đây ca khúc Tuyển Hoa đã được xuất quẩn và hồng hành gửi tới tận quý vị. Và có lẽ rằng cũng thay lời cho những người làm chương trình, thay lời cho cô giáo chú rể, cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả quý vị đã trở về với chúc ước tiệc cưới tại nhà hàng Đức Thắng trong buổi trưa ngày hôm nay. Cùng đứng trên ly rượu, cùng có những lời chúc phúc cho tình yêu của quý vị Hiền Lương hôm nay ngày mai mãi mãi chính thức sanh viên bên nhau. Và có lẽ giờ này đây thì cho phép những người làm chương trình xin được là cho phần âm thanh nhỏ lại một chút để quý vị tiếp tục có những lời chúc cho đôi tận làng và tận đường, cũng có đôi lời để tâm sự với nhau trong buổi gặp mặt. Xin được trân trọng cảm ơn và xin mời quý vị chúng ta sẽ có một bữa tiệc thật ngon miệng và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly 1 2 3 yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. 1 2 3 yo, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1 2 3 yo, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly 1 2 3 yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. 1 2 3 yo, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1 2 3 vô. Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tốt trên cao, ánh sao chừng muôn ngọn nến. Lập lòe đón đón hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, chim nghe xí khuê khoang, thấy em đưa nhau hòa đàn.
mặt trăng thanh rồi tình ta như sóng du con thuyền tình.
trời cao thành vương miền xa.